cưng chứ kìa. Ước gì mình cũng được như vậy. Thôi thì cũng có búp bê bên cạnh. Có khi nếu mình ước thật nhiều thì búp bê sẽ sống dậy không nhỉ? Không thể nào. Đây chính là ngày tuyệt nhất đời mình. Mẹ cũng thế. Chúng ta đi quẩy nhé. Cái gì? Không thể tin nổi. Mẹ ơi! Nhìn này mẹ. Con gái bé bỏng đã lớn thật rồi. Nhưng mặc đồ thế này thì quê quá ạ. Lên đồ cho bé con thôi. Chán thế không biết. Nhanh lên mẹ. Của con này. Nhưng mà đây không phải kiểu của con. Con chả mặc đâu, nhìn kỳ chết. Đừng lo mà, con mặc đi này. Nên chọn cái nào ta? Thôi ạ, cái này cưng lắm. Không, cái này mới ngầu. Thật luôn ạ. Mẹ xin lỗi. Hai mẹ bị sao thế ạ? Con mà mặc cái này thì xinh phải biết. Sao hai mẹ làm được như vậy? Nhưng chết phết đó ạ. Chưa xong đâu bé con. Bộ này hợp với dáng con lắm. Tin hai mẹ đi. Trời đất, hai mẹ hô biến hay thế. Nhưng mà cái này nhìn chúa hề quá. Xem cái này nè. Con mặc cái này sẽ dễ thương lắm. Hay mình tự đi mua đồ nhỉ? Đến ngay đây. Nhìn, nhìn độc đấy ạ. Nhìn con trông cực chất luôn. Nói về chất thì hừng hừng một xíu không sao đâu. Ôi mẹ ơi, thôi mà. Gì đây? Ok đủ rồi, con xin kiếu đây. Nhìn không hợp con lắm. Mẹ làm gì đi ạ? Này, có chuyện gì vậy hả? Mấy người lựa đồ cả ngày rồi, giờ chúng tôi phải đóng cửa. Không, mình phải tìm đồ để mặc nữa. Ai quan tâm? Úi, xin lỗi bé con, ít nhất thì con cũng nổi bần bật mà. Trời, không thể thế được. Tinh thần phải như thế chứ. Đi với hai mẹ nào. Cố lên, mình làm được mà. Lo quá đi mất. Thôi thì chuyển nhanh cho xong. Phải vứt cái này đã, nhìn ngố dã man. Chào, thân mừng vì cậu tới. Đó là nơ hả? Ê khoan. Xem hết cái đã. Thấy không? Rách cả rồi, tớ cháy mà. Sao cậu không nói sớm? Nhìn đỉnh quá đi. Tớ cứ tưởng cậu làm mọt rách ấy. Ồ, khoan đã. Bố tớ kìa. Hai bố có phong cách khác nhau lắm. Wow, cho cậu xem cái này nè. Tớ có hai mẹ luôn. Ồ, xịn sò thật đấy. Thật vui vì tụi mình gặp nhau. Woo, chúc mừng sinh nhật tôi ơi. Chào hai mẹ. Hai mẹ thấy gì khác à? Ôi không, sao con chẳng nói gì hết thế? Kinh khủng quá. Hai mẹ đang đùa ạ? Không sao đâu, cứ để hai mẹ xử lý. Nướng bánh nhé, như vậy này. Ôi là trời, bánh thế này mới chết chứ. Nhìn đỉnh nhờ. Không. Sao không? Mẹ ơi, thế nào cũng được mà. Con chọn đi. Con thấy cả hai đều xinh, nhưng chỉ có một cách để giải quyết chuyện này thôi. Toang hận rồi. Chị đã sẵn sàng chưa? Dù sao thì mình cũng được xem pháo hoa. Cô thua đến nơi rồi. À thế à, giờ phải phân định ranh giới đã. Đây là bên của tôi, cổ nguyên bên kia đi. Phải trang trí một phát đã. Xịn chưa? Bên của cô nhìn như đá ma vậy. Đi một chút bỏng ngô cái đã. Xem đây. Cảm ơn mẹ. Mới nướng luôn nhé. Trò này bánh cuốn ghê, không thể rời mắt ý. Làm bánh đúng là thư giãn. Nhìn thế mà ghê. Dùng cái này xem nào. Thôi đi. Xỉu luôn. Nước đi hay đó. Con ổn, con không sao. Cô làm hỏng bánh của tôi rồi. Đây, thử đi. Sao cô dám? Tôi ghét màu hồng. Thế là xong cả rồi. Wow, bá cháy thật sự. Con gái sẽ yêu món này lắm đấy. Kệ đi con, như thế này mới đáng yêu này. Con đùa thôi ạ, cả hai đều tuyệt mà. Tụi mẹ vui quá. Con cảm ơn hai mẹ.
không? Xem con làm gì kìa. Không sao đâu nhỉ. Con xin lỗi ạ. Vì vẫn ngon y chang mà mẹ. Ngon ngon. Mẹ ăn này. Xem gì đây ta. Trông hay phết. Wow, làm ca sĩ nổi tiếng thích thật. Mình có thể làm thế mà. Chắc mình sẽ sang chảnh lắm. Hai mẹ làm gì sau ghế vậy? Hát không con? Quẩy rock một tẹo nào. Dạ vâng. Con yêu à, cây sáo này vi diệu lắm. Ổn quá mẹ ơi. Nghe mẹ solo đây này. Sáo có thể đưa con đến một chân trời mới đấy. Thôi đi mà. Tiết mục đỉnh cao sau đây dành cho các bạn là Claire và mẹ cô nàng. La la la, la la la, la la la. Wow, nốt đấy cao thật sự. Thiệt quá con ơi. Họ thích chúng ta kìa mẹ. Khán giả đây xịn thật. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Đưa đây nào. Em rất tự hào ạ. Quý vị dễ thương quá. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Con mặc gì thế? Đi với mẹ nào. Như vậy mới chất như nước cất chứ. Giờ cháy lên nào. Wow, nhiều người dã man. Đi nào. Mọi người đang đợi đấy. 1, 2, 3 và 2, 3. Cháy lên nào. Hét lên cho mẹ nghe đi. Chuẩn rock nào. Tuyệt vời. Nhảy vào khán giả này. Bà mẹ này xịn giờ ghê. Ai mà ngờ mình sẽ làm thế chứ. Là mơ thôi à. Chiquita chất chưa kìa. Cây sáo có thể chạm đến tâm hồn của con đó. Con chịu đủ rồi. Con không muốn hai mẹ cãi nhau đâu. Con đọc sách đây. Ái chà, đọc sách cũng được mà. Hai mẹ yêu con lắm Claire ạ. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Mình ghét đi nha sĩ lắm. Ai tiếp nhỉ? Claire ơi. Ôi không. Chào. Chào anh nhé. Chào. Vào đi bé cưng. Ok. Nhưng mẹ ơi, chờ chút đã. Tôi đâu có. Trò này bất ngờ bên nha. Xin lỗi. Ok, há miệng to này. Để bác kiểm tra răng nhé. Sẽ đau đấy, đau cực luôn. Tiếng gì vậy ta? Chào lần nữa. Chắc nha sĩ là phải thông minh lắm anh nhỉ. Có lẽ thế. Và đẹp trai nữa. Mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Anh hài hước ghê cơ. Đã thông minh lại còn chúa hề nữa. Úi, sao hầm thế. Không phải lo đâu. Alo. Kỳ cục thế không biết. Tôi tự hào vì Claire lắm. Con bé là cả thế giới với tôi. Hẳn cô phải là một bà mẹ tuyệt vời. Cô bé hưởng gen xinh gái từ cô thì phải. Để tôi cho cô coi nhé. Nhìn hay thế nhở. Thật luôn hả? Có ai không sợ? Đến xúa hết sức. Thế này đến Tết Congo mới xong. Mình phải tự ra tay thôi. Làm nha sĩ chắc chẳng khó đâu. Ok, đừng la nhé. Mẹ sợ đấy. Chắc đau lắm nhỉ. Hay quá anh ơi. Trò này vui phết. Thế là xong. Chuyện gì vậy trời. Xem nè con. Ủa, cháu là ai? Có phải Claire đâu. Nhìn cô làm xịn lắm. Xem này. Uầy, ngầu như trái bầu. Cháu rất thích, cảm ơn cô. Đương nhiên là thế. Ơ kìa, hai người làm gì vậy? Sao cơ? Úi là trời. Cô có sao không? Lên tiếng đi, đừng rời bỏ thế giới này. Ôi không, trường hợp khẩn cấp kìa. Đừng để tôi thất vọng. Mình phải hành động nhanh. Ừ đấy, nhìn kỳ dễ sợ. Oh yeah.
gì thế này? Mẹ ơi! Claire? Chào! Để mẹ giải thích! Mẹ ơi! Anh làm em hạnh phúc quá! Kinh! Eww! Quay lại đi Claire! Cảm thấy thích ghê! Hai mẹ liệu có tuyệt hơn một mẹ không? Bạn sẽ trải qua những trò vui gì đây? Hãy bình luận cho tụi tớ biết nha! Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm những video tấu hài như vậy nhé!